Ở đây các em học thuộc 3 bước này cho cô nè. Bước đầu tiên là chúng ta phải đi tính delta y. Trong đó delta y là bằng fx0 cộng delta x trừ đi fx0. Như vậy delta y là cái gì? Delta y là số gia của hàm số. Còn delta x là số gia của đối số. Những bạn mà thi tự luận á, là các em phải thuộc 3 cái bước này, nắm được 3 cái bước này mà không cần thuộc đâu. Các em chỉ cần làm 3 đến 4 bài là các em sẽ nắm được cái bước làm và công thức. Còn đối với những bạn mà thi trắc nghiệm á, thì các em phải biết được số gia của hàm số là gì, số gia của đối số là gì và cách tính số gia của hàm số, được không nào? Tại vì trong đề thi trắc nghiệm người ta sẽ hỏi người ta cho mình cái hàm số, cho delta x, cho x0, rồi người ta hỏi số gia của hàm số này bằng mấy, thì lúc đó chúng ta không thuộc công thức thì chúng ta không có làm được ha. Các em nhắc lại công thức một lần nữa cho nhớ nè. Delta y sẽ bằng fx0 cộng delta x trừ đi fx0. Như vậy thì ví dụ như người ta cho mình một cái hàm số là fx bằng x bình đi ha, x bình cộng 2x chẳng hạn. Như vậy thì cái fx0 cộng delta x này là cái gì? Thì chúng ta sẽ có gì em? Nếu ở đây là fx, cô muốn có f2 đi chẳng hạn, thì chỗ nào có x chúng ta sẽ thay bằng gì? Thay bằng số 2 thôi, đúng không nào? Đó, thay bằng số 2. Chỗ này cũng là 2. Ví dụ như người ta cho là f của 12 đi, thì chúng ta sẽ thế bằng gì em? Chỗ nào có x chúng ta sẽ thế bằng 12. Còn bây giờ f của chúng ta là fx0 cộng với delta x, thì chỗ nào có x chúng ta sẽ thế bằng x0 cộng delta x, được không? Đó, ví dụ như đây thì chúng ta sẽ thế bằng gì? F0 cộng delta x tất cả bình rồi cộng cho 2 nhân với x, x lúc này chúng ta lại tiếp tục thế bằng x0 cộng delta x, được không em? Đó là các em hiểu chỗ này chưa? Hiểu cách thay vô chưa? Rồi, thấy công thức thì nó phức tạp vậy thôi chứ làm nó cũng không có đến nổi đâu em ha. Ví dụ như ở đây cô có fx bằng nè, bằng 1 trên x đi ha. Đó, thì bây giờ người ta yêu cầu mình đi tính f của x0 cộng delta x, thì chỗ nào có x thì chúng ta thế bằng cái này, đúng không? Đó, đây x đây. Đó, chỗ nào có x chúng ta sẽ thế bằng 1 trên cho x0 cộng delta x, được không em? Rồi, x0 thì dễ ha, chỉ có cái x0 cộng delta x thì nó hơi rối thôi. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đi lập tỉ số delta y chia delta x. Tức là sau khi các em thế vô, các em rút gọn, thì các em lập tỉ số delta y chia delta x. Bước thứ ba là chúng ta sẽ đi tính giới hạn của cái tỉ số này khi delta x tiến đến 0. Ra kết quả bằng bao nhiêu thì lúc đó chúng ta kết luận ha, đạo hàm của cái hàm số đó bằng bao nhiêu đó tại cái x0 bằng 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái ví dụ này ha. Bước 1 là chúng ta làm gì nhỉ? Lúc nào chúng ta cũng ghi là giả sử delta x là số gia của đối số tại đâu nhỉ? Tại x0 bằng 2. Cái này là tại x0, còn chúng ta có x0 bằng 2 thì chúng ta ghi vô luôn ha. Lúc này ta có được điều gì nè? Thì các em sẽ có được delta y sẽ bằng gì em? Mình ghi lại công thức cho nhớ, f của x0 cộng delta x. Còn khi vô làm bài thì các em không cần ghi đâu. Bằng nè, delta y bằng x0 cộng delta x trừ dfx0. Chỗ nào có x chúng ta thế bằng x0 cộng delta x, trong đó x0 bằng 2, được không? Chỗ nào có x là 1 gì em? Chỗ nào có x chúng ta sẽ thế bằng x0 cộng delta x, trong đó x0 bằng 2, được không nào? Rồi trừ đi fx0, tức là chỗ nào có x chúng ta thế bằng x0, và lúc này x0 bằng 2. Như vậy là 1 trên cho 2. Tiếp theo chúng ta sẽ quy đồng với em ha. Mình sẽ làm xuống đây. Quy đồng. Mẫu chung của em là 2 nhân cho 2 cộng delta x. Chỗ này cô ghi là 2 nhân cho 2 cộng delta x. Rồi mình nhân cái này lên là 2 trừ đi, nhân cái này qua trừ đi 2 cộng với delta x. Như vậy bằng 2 trừ đi 2 trừ delta x. Cái này 2 trừ 2 rút gọn là còn lại trừ delta x, được chưa nào? Tiếp theo, chúng ta không rút gọn được nữa thì chúng ta sẽ đi qua cái bước thứ hai. Bước thứ hai của mình là gì nhỉ?
lập tỷ số đúng không? Tỷ số đen y chia đen x bằng đen y của chúng ta là cái này nè. Rồi đen x của chúng ta là gì? Là đen x. Đấy, như vậy thì bây giờ chúng ta cứ lấy cái này chúng ta chia cho delta x nha. Mình sẽ có, mình làm cái này ngoài giấy nháp đi em. Cái dấu trừ này mình để đó ha. Rồi mình có delta x chia cho nè 2 nhân 2 cộng delta x ha. Rồi chia cho gì em? Chia cho delta x. Mà chia cho delta x thì phải là nhân cho gì? 1 trên delta x không? Cái là delta x phần 1 nè. Chia là nhân nghịch đảo. Nhân nghịch đảo 1 chia cho 1 chia delta x. Rồi delta x với delta x rút gọn đi. Như vậy chúng ta còn 1 trên cho 2 cộng 2 delta x. Và có cái dấu trừ nữa ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ ghi là 1 trên cho 2 2 cộng với delta x. Tới đây chúng ta không rút gọn được nữa đúng không nào? Không rút gọn được nữa thì mình qua tiếp cái bước thứ 3. Bước thứ 3 là đi tính giới hạn các em, lim của cái tỷ số đó khi delta x tiến đến 0. Lim của delta y chia delta x ha. Ghi rõ ràng lại. Lim của delta y chia delta x thì sẽ bằng lim của cái phân số này là trừ 1 trên cho 2 nhân cho 2 cộng delta x nè. Khi delta x tiến đến 0. Cô sẽ mang cái này vào tiếp. Rồi. Bây giờ mình tính ra thôi em. Ở đây mình thế delta x bằng mấy? Delta x bằng 0 đúng không? Trừ 1 trên 2 nhân cho 2 cộng với 0. Như vậy là bằng trừ 1 phần. Trừ 1 phần 4. Đó. Xong rồi. Xong rồi đến đây thì chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta kết luận thôi. Vậy. Kết luận là phải kết luận cho đúng nữa các em ha. Vậy đạo hàm thì chúng ta sẽ ký hiệu là gì em? Chúng ta ký hiệu là F phải. Đó. F phải tại 0 là tại 2. Thì sẽ bằng trừ 1 phần 4. Đó. Mình không ghi lại đạo hàm của cái hàm này tại x0 bằng 2 là 1 phần 4, trừ 1 phần 4. Mà chúng ta sẽ ghi ký hiệu là vậy. F phải tại x0 bằng 2, F phải tại 2 bằng trừ 1 phần 4. Đó. Các em làm quen với cái cách ghi này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần bài tập nè. Bài số 1. Tìm số gia của hàm số fx bằng x mũ 3. Người ta cho mình cái hàm số nè. Câu A cho x0 bằng 1, delta x bằng 1. Như vậy delta x là gì em? Nhắc lại một lần nữa nào. Delta x là số gia của đối số. Và người ta yêu cầu mình đi tìm số gia của hàm số. Tức là đi tìm cái gì đây? Tìm delta y đúng không nào? Bây giờ các em ghi công thức cho cô nào. Delta y là bằng f gì? Fx0 cộng delta x trừ đi fx. Fx0, người ta đã cho mình x0 cộng delta x rồi. Bây giờ để ngắn gọn thì bước đầu tiên các em sẽ tính cho cô x0 cộng delta x bằng mấy nè. X0 cộng delta x ở đây chúng ta có 1 cộng 1 bằng 1 cộng 1 bằng 2. Rồi x0 thì bằng mấy? X0 thì bằng 1 đó. Mình cứ ghi như thế này đúng không em ha. Sau đó mình sẽ cần thế số vô thôi. Đó, như vậy thì x0 cộng delta x bằng mấy? Bằng 2, như vậy mình sẽ ghi là f. F2 trừ đi x0 của em bằng 1 đúng không? Như vậy trừ đi f, f1. Như lúc nãy cô nói thì fx là bằng x mũ 3. Thì lúc này f của 2 là bằng 2 mũ 3. Và f của 1 thì bằng mấy em? 1 mũ 3. Đó, mình cứ thay cái x bằng với cái số này. Được không nào? Đó. Rồi, 2 mũ 3 thì bằng mấy? 2 mũ 3 thì bằng 8. 1 mũ 3 bằng 1. Như vậy chỗ này mình sẽ ghi là 8 trừ đi 1 bằng 7. Cho các em kết luận vô thôi ha. Vậy delta y bằng số gia của cái hàm số này bằng, vậy delta y bằng 7. Các em coi cho cô kết quả của câu B đi nè. Câu B thì chúng ta cũng đi tính gì em? X0 cộng với delta x. X0 cộng delta x 1 trừ đi 0.1 là bằng gì em? Bằng 0.9 nè. Rồi chúng ta có x0 bằng 1. Từ đây chúng ta sẽ có được delta y là bằng f của x0 cộng delta x trừ đi fx0 bằng nè. Như vậy thì x0 cộng delta x chúng ta tính rồi là f của 0.9 trừ đi f của 1. F của 0.9 tức là 0.9 mũ mấy? Mũ 3 trừ đi 1 mũ 3. Thì cái này mình bấm máy tính ra thôi nha. 0.9 mũ 3 trừ đi 1.
là bằng trừ 0,27, 0,271. Rồi mình kết luận vậy delta y của mình bằng trừ 0,27271. Chúng ta qua tiếp bài số 2 nhé. Bài số 2 là người ta yêu cầu mình đi tính cái gì đây em? Bài số 2 người ta yêu cầu mình đi tính đen y. Đen y chia đen x của hàm số sau theo x và đen x. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng công thức gì nè? À, chúng ta có công thức là đen y là bằng công thức bài trước chúng ta làm á, là bằng f của x 0 cộng đen x đúng không? Rồi trừ đi gì em? Trừ đi f x 0. Nhưng mà lúc này chúng ta có x 0 là bằng x rồi. Như vậy chúng ta sẽ thế bằng gì em? X cộng đen x rồi trừ đi f fx. Có nhiều bạn thấy là trong đề bài lúc nãy chúng ta làm là x 0 đúng không? Sao bây giờ là x? Thì các em cứ thấy ở đây là số gia nè. Đó, thì cái biến theo là cái này. Thì bây giờ người ta sẽ thay, ví dụ như người ta không ghi x mà người ta ghi bằng a, b, c chẳng hạn. Đó, thì các em cũng cứ làm tương tự nhé. Rồi, bây giờ chúng ta xem thử câu A. Người ta cho mình y bằng 2x trừ 5. Đó, như vậy các em, cái đầu tiên nè, các em phải làm từng bước nhỏ nhỏ cho cô. Các em xem thử cho cô là f của x cộng cho delta x thì bằng mấy. Rồi f của x thì bằng mấy? F của x chính bằng y đúng không? Chính là 2x trừ 5. Cô sợ cô làm luôn vô công thức thì nhiều bạn sẽ không hiểu, cho nên cô cứ làm tách riêng ra như thế này. Đó, rồi những bài sau chúng ta sẽ làm chung vô ha. Thì chúng ta cần là cần fx nè. Thì chúng ta có 2x trừ 5 đúng không? Y là bằng fx mà các em. Cái hàm này cũng chính là hàm gì đây? À, hàm theo x đó. X nè. Rồi f của x cộng delta x. Như vậy thì chỗ nào mà có x thì chúng ta bây giờ chúng ta thay bằng cái gì? Chỗ nào có x chúng ta thay bằng gì? Bằng x cộng delta x nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ thay bằng 2 nhân cho x cộng delta x rồi trừ đi 5. Bây giờ chúng ta mới ghi công thức vào nè. Delta y thì sẽ bằng gì em? Bằng f của x cộng delta x rồi trừ đi fx. Thế vô thôi. Đây, f của x cộng delta x chúng ta có cái này. Mình tính ra luôn nha. Tính ra luôn không? Là bằng 2x nè. Rồi cộng cho 2 delta x nè. Rồi trừ đi 5 nhé. Thì cô sẽ ghi vô đây là 2x nè cộng 2 lần delta x trừ đi 5. Tiếp theo chúng ta trừ cho cái này, trừ là phải đổi dấu thành trừ 2x cộng 5. 2x rút gọn trừ 2x. Trừ 5 rút gọn với 5, như vậy chỗ đây còn 2 delta x. Đó. Nếu các em cứ tính ra như thế này, các em thế vô rất là nhanh. Tại vì có nhiều bài giống như bài mũ 3 nè. Thì chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta sẽ dễ bị nhiễu quá các em ha, rồi sai sót nữa. Rồi, chúng ta tiếp theo chúng ta tính delta y chia delta x. Delta y của chúng ta là bằng 2 delta x nè. Rồi delta x dưới delta x với delta x rút gọn đi, như vậy còn bằng 2. Rồi chúng ta kết luận thôi. Vậy mình tính ra được delta y là bằng 2 lần delta x. Và delta y chia delta x thì bằng mấy em? Bằng 2. Cô nhắc lại nè, bước 1 chúng ta sẽ đi tính f của x cộng delta x. Đó, thì chỗ nào có x? Chỗ nào có x nè? Có x nè, thì chúng ta sẽ thay bằng x cộng delta x. Còn đây, chỗ nào có x thay bằng x thì là hàm số y bằng fx rồi, mình khỏi phải nói ha. Đó, có khó là khó cái chỗ này thôi, nó dài dòng thôi. Sau khi các em có là các em thế số nó sẽ rất là nhanh. Còn những bạn nào mà các em chắc chắn là mình sẽ không có, nói chung là mình tự tin là mình làm được á, thì các em làm luôn cái này cho cô. Đó, làm thẳng ra một lần này luôn, không cần phải làm cái này nhé. Bây giờ chúng ta đi qua tiếp câu B nè. Những cái bài như thế này, bài 1 với bài 2 là cái bài bổ trợ để chúng ta làm bài 3, tức là tính đạo hàm theo định nghĩa đó. Cho nên là các em phải làm nhuần nhuyễn bài 1 và bài 2. Cứ làm vài lần là thuộc công thức thôi các em. Câu B đi các em. Câu B người ta cho mình y bằng x bình trừ 1. Lúc này chúng ta cũng đi tính fx, ghi ra thôi. Fx chính là, đây cái hàm này là fx nè. Đó, bình trừ 1. Rồi f của x cộng đen x thì bằng gì em? Chỗ nào có x hay bằng gì? X cộng delta x. Đây. Trừ đi 1. Bây giờ các em tính cái này ra cho cô đi. Bình phương lên x bình cộng 2x nhân với delta x
rồi cộng với tan x. Tan x tất cả bình trừ đi 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này trừ đi cái này đúng không? Cái dưới trừ đi cái trên. Như vậy chúng ta có tan y bằng x bình cộng 2x tan x cộng tan x bình trừ đi 1. Trừ thì chúng ta đổi dấu ha, x bình cộng cộng 1 bằng. Chỗ này mình có x bình trừ x bình trừ 1 cộng 1 là rút gọn. Ở đây mình có 2x tan x tan x, như vậy mình sẽ đặt tan x ra làm nhân tử chung các em. Như vậy còn lại 2x cộng mấy? 2x cộng tan x. Để làm gì? Để xíu chúng ta rút gọn khi mà lập tỷ số nhé. Rồi tiếp theo chúng ta làm cái bước tan y chia tan x. Tan y chia tan x là tan x 2x cộng tan x chia cho tan x. Như vậy kết quả của chúng ta rút gọn đi là còn là 2x cộng với tan x. Rồi các em kết luận ha, tan y chia tan x là bằng cái này, rồi tan y là bằng cái này. Đó. Ok. Mình đi qua tiếp câu C nha. Câu C là cô thấy hàm mũ 3 đó, mà hàm mũ 3 là chúng ta bắt buộc phải thuộc công thức. Rồi cô nhắc lại cái công thức a cộng b mũ 3 tí xíu. Để xíu chúng ta làm cho nhanh. Bằng gì a mũ 3 cộng 3a bình b cộng 3ab b bình cộng b mũ 3. Em phải thuộc công thức hàm đẳng thức này, em phải nhớ mới làm được. Thuộc thì năm lớp 8 mình thuộc lắm đúng không? Nhưng mà lên lớp 11, 12 rồi mình hết nhớ rồi, nhiều cái rồi nhớ quá. Rồi y bằng 2x mũ 3. Lúc này thì cái fx cũng chính bằng cái này luôn, cô không ghi lại ha. Cô chỉ ghi là fx cộng tan x thôi. Vì bài này nó dài em. Fx cộng tan x thì chúng ta sẽ có 2 lần x cộng tan x tất cả mũ 3 bằng. Rồi mình áp dụng công thức này vô thì chúng ta sẽ có 2 nè. Này sẽ là x mũ 3 rồi cộng gì em? 3x bình tan x rồi cộng 3x tan x bình rồi cộng cho gì? Cộng tan x mũ 3. Rồi. Nhờ các em nhân vô hết luôn ha. Nhân vô cũng được, không khỏi nhân cũng được. Để xíu chúng ta đi rút gọn đi. Thôi mình ghi là tan y bằng đây. Rồi, tan y thì mình lấy cái này mình trừ cái này. Trừ thì sẵn nó cô nhân luôn nha, là 2x mũ 3 nè trừ đi 6x bình tan x nè cộng. Rồi cộng cho 6x tan x bình nè. Rồi cộng cho 2 tan x mũ 3, sau đó trừ đi 2x mũ 3 bằng. Mình có 2x mũ 3 rút gọn với 2x mũ 3 thì có nhiêu đó thôi, còn lại cái này là 6x bình tan x cộng 6x tan x bình cộng với lại 2 tan x mũ 3. Tức là bây giờ chúng ta sẽ làm gì nha? Mình đặt cái tan x ra làm nhân tử chung. Đặt tan x làm nhân tử chung, đặt luôn nha. Đặt luôn đi, đỡ phải tốn một dòng nữa. Thì chúng ta sẽ có gì? 6x bình cộng với lại 6x tan x cộng với lại 2 tan x bình. Thật ra các em đặt số 2 ra cũng được, nhân tử chung cũng được, nhưng mà nó cũng không cần thiết lắm ha. Rồi bây giờ chúng ta lập tỷ số tan y chia tan x bằng. Thì lấy nguyên cái này mình chia cho tan x thì có phải mình rút gọn luôn cái tan x không? Tan x nhân cho 6x bình cộng 6x tan x cộng cho 2 tan x bình. Rồi mình chia cho tan x thì chỗ này nó còn lại 6x bình cộng 6x tan x cộng gì em? 2 tan x bình. Các em ghi kết luận vào ha. Vậy tan y chia tan x là ra kết quả này, còn tan y là kết quả này. Nhớ công thức này nha. Rồi bây giờ chúng ta đi qua câu 2D nè. Mũ 1 nè, mũ 2 nè, mũ 3 nè. Cái này là gì em? Phân số. Chúng ta đã đi qua hết tất cả các dạng đó. Y bằng 1 trên x. Như vậy thì cái này cũng là fx. Rồi chúng ta chỉ cần có fx cộng delta x là bằng 1 gì em? Chỗ nào có x thay bằng x cộng đến x. Cái này gần giống với cái ví dụ của chúng ta đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tan y bằng tan y thì chúng ta lấy cái này trừ đi cái này, tức là 1 trên cho x
cộng đến x trừ gm trừ cho 1 trên x, rồi mình quy đồng lên ha, chỗ này nhân lên thì sẽ là x trừ đi đổi dấu nè, x trừ đến x nè, chia cho x nhân cho x cộng đến x trừ x với x rút gọn đi, như vậy là còn cái này ha. Đó, còn cái này cô sẽ ghi vô đây là bằng trừ đến x chia cho x nhân cho x cộng đến x, rồi mình xóa cái này đi. Rồi, có đen y rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy đen y chia đen x. Thì tương tự ha, mình có đen x chia cho x nhân cho x cộng đen x nè. Rồi, mình chia cho đen x tức là gì em? Nhân nghịch đảo, đúng không? Nhân nghịch đảo tức là ở đây mình sẽ nhân cho 1 chia đen x. Cái này rút gọn đi thì còn lại cái này. Đó, được không? Rồi, mình ghi vô thôi là đen trừ đen x chia cho x nhân cho x cộng đen x chia luôn cho cái này dài hơn, tức là chia cho cả cái phân thức em ha. Đó, là bằng gì nè, trừ 1 trên cho x nhân cho x cộng đen x. Rồi sau đó các em kết luận cái này là của đen y chia đen x, còn cái này là của đen y. Thuộc công thức delta y chưa các em? Delta y bằng fx0 cộng delta x trừ dfx0. Còn nếu như theo x thì là delta y bằng fx cộng delta x trừ đi fx. Rồi, chúng ta đi qua tiếp câu số 3 nha. Câu số 3, đề bài yêu cầu các em đi tính đạo hàm bằng định nghĩa của cái hàm số sau tại điểm đã chỉ ra, tức là người ta đã cho mình x0 rồi nè, rồi cho mình hàm số ha. Cô nhắc lại ba bước làm xíu ha. Đầu tiên chúng ta phải đi tính gì em? Đi tính delta y. Bước 2 là chúng ta đi tính đen y chia đen x. Rồi bước 3 là chúng ta sẽ đi tính lim của cái tỷ số này, đen y chia đen x khi đen x tiến đến 0. Rồi câu A nè, thì cho mình y bằng x bình cộng x tại x0 bằng 1. Bước 1 chúng ta ghi là giả sử đen x là gì em? Là số gia của đối số tại x0 bằng 1. Lúc này chúng ta sẽ có được điều gì nè? Ta có gì? Đen y sẽ bằng gì em? Đen y sẽ bằng f của x0 cộng đen x trừ đi f x0. Và lúc này x0 của chúng ta bằng mấy đây? Bằng 1 ha, mình sẽ thế vô bằng 1. Tức là chúng ta sẽ có f của 1 cộng đen x trừ đi f của 1. Rồi, f của 1 cộng đen x thì bằng gì nào? Chỗ nào có x chúng ta sẽ thế bằng 1 cộng đen x. Đấy. Còn không là các em làm thêm cái bước này ra ngoài đi để đỡ phải rối nha. Thì ở đây chúng ta có f của 1 cộng đen x nè. Thì bằng gì nè? Cái này là fx nè. Như vậy thì f của 1 cộng đen x thì giống chỗ nào? Cái này có x bình đúng không? Có x nè, thì chúng ta sẽ thế bằng 1 cộng đen x nè. Tất cả gì em? Tất cả bình, đó không? Rồi chúng ta cộng cho x thì thế tiếp tục bằng 1 cộng đen x. Được không em? Đấy. Rồi chúng ta bằng ra luôn. Thì chỗ này các em bình phương lên, 1 cộng cho 2 đen x cộng đen x bình, rồi cộng 1 cộng với gì? Cộng với đen x bằng 1 cộng 1 là bằng 2 nè. 2 đen x cộng với đen x là 3 đen x nè. Cộng với là đen x. Đen x bình. Đó, những bạn nào không thạo thì chúng ta cứ làm như vậy ha. Các em cứ liệt kê từng bước ra. Còn F1 ha. F1 thì chúng ta thế số 1 vô đây. Rồi mình thế luôn vô nè. F1 thì 1 bằng mấy em? F1 nè. 1 cái đây là 1 bình đúng không? 1 bình cộng với 1 là 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy các em đã có được f của 1 cộng đen x. Có f của 1, các em chỉ cần lấy cái này trừ cái này là ra được đen y, hiểu không? Đây, bây giờ mình sẽ suy ra đen y bằng lấy cái này là 2 cộng cho 3 đen x
cộng cho đến x bình, rồi đem trừ cho 2. Như vậy 2 trừ 2 là hết rồi đúng không? Chúng ta đặt cái đen x ra làm nhân tử chung luôn thì sẽ còn lại 3 cộng cho 3 cộng đến x, để tí chúng ta rút gọn đó các em. Bây giờ mình sẽ đi lập tỷ số ha. Bước thứ nhất nè. Rồi bước thứ hai là chúng ta đi lập tỷ số đen y chia đen x bằng đen x nhân cho 3 cộng đen x chia cho gì em? Chia cho đen x. Đen x với đen x rút gọn, như vậy là còn 3 cộng đen x. Rồi bước thứ hai xong, đến bước thứ ba. Bước thứ ba là chúng ta sẽ đi tính lim khi đen x chia đến 0 của cái gì em? Của 3 cộng đen x của cái tỷ số này. Rồi bây giờ thế đen x cho bằng 0, nhờ lim của 3 là bằng 3. Rồi chúng ta kết luận ha. Vậy f tại mấy nè? Tại x0 bằng 1 đúng không? Của cái hàm số đó là bằng 3. Để tính được đạo hàm thì bước 1 chúng ta sẽ đi tính delta y, bước 2 chúng ta lập tỷ số đen y chia đen x, rồi sau đó chúng ta đi tính giới hạn của cái đen y chia đen x này thì đen x tiến đến 0. Bây giờ mình qua tiếp câu B nha. Những cái dạng bài này thì các bước làm thì giống nhau, nhưng mà ở chỗ mà các em phải tính được cái đen y á, tức là đi rút gọn cái đen y á các em, nó tùy theo cái đề bài, phải không? Có những bài dễ giống như thế này thì dễ nè, như những bài bình phương với bình bài mũ ba thì nó hơi rắc rối, là chúng ta phải học thuộc công thức. Rồi câu B nha, câu B là y bằng 1 trên x, cái này là x tại x0 bằng 2. Thì chúng ta cũng giả sử gì em? Giả sử đen x là số gia của đối số tại x0 bằng 2. Lúc này chúng ta sẽ có delta y là bằng f của gì? X0 cộng đen x. Mình khỏi ghi công thức luôn nha. Mình sẽ thế luôn, x0 bằng 2 luôn đi. Lại giờ mình làm nhiều rồi mà. Trừ đi f của 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính, mình thế vô luôn nha, mình thế luôn, mình không có làm giống như câu A nữa, câu này cũng dễ thôi, chúng ta cũng làm 3 lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thế 1 nè, 1 là cái số không cần phải thế. Bây giờ chỗ nào có x chúng ta sẽ thế bằng 2 cộng đến x, rồi trừ đi f của 2. Thì f của 2 thì chỗ nào có x thay bằng 2, tức là trừ 1/2. Rồi mình sẽ quy đồng cái này lên là 2, rồi trừ đi gì em? Trừ đi cái 2 cộng đen x, rồi phía dưới là bằng 2 nhân cho 2 cộng đen x. 2 trừ 2 rút gọn này, như vậy chúng ta còn lại trừ đen x chia cho 2 nhân cho 2 cộng đen x. Bước thứ nhất xong. Bước thứ hai chúng ta đi lập đen y chia đen x. Rồi các em thuộc các bước làm chưa? Đen y chia đen x tức là chúng ta sẽ lấy trừ đen x chia cho 2 nhân 2 cộng đen x, rồi chúng ta chia cho đen x ha. Cô ghi vậy cho nó tiết kiệm giấy. Chia, mình rút gọn cái đen x đi, như vậy thì còn lại trừ 1 chia cho 2 nhân 2 cộng đen x. Tiếp theo chúng ta làm gì em? Chúng ta đi tính giới hạn của tỷ số đen y chia đen x khi đen x tiến về 0 là bằng lim của trừ 1 chia cho 2 nhân 2 cộng đen x khi đen x tiến về 0 bằng mấy? Cái này tiến về 0, như vậy còn lại trừ 1, 2 nhân 2 bằng 4, trừ 1 bằng 4. Kết luận vào các em. Vậy đạo hàm của hàm số này tại điểm x0 bằng 2 là bằng trừ 1 bằng 4. Mình đi qua tiếp câu C nha. Câu C thì người ta cho mình y bằng x cộng 1 trên x trừ 1. Lúc này x0 bằng 0 rồi. X0 bằng 0 nó có một cái lợi thế cho em là nếu như mà chúng ta có x0 cộng đen x, x0 bằng 0 thì chính là f của đen x. Đó, thấy không? Rồi fx là chính bằng fx luôn. Đấy. Rồi đầu tiên chúng ta cũng giả sử
Dan X là gì em? Là số gia của đối số tại x0 bằng 0. Lúc này chúng ta sẽ có Dan Y là bằng gì các em? Bằng f của x0 chúng ta bằng 0 rồi. Bằng 0 cộng Dan X trừ đi f của 0. Đó. F của 0 vẫn có nha các em, chứ không phải là f của 0 bằng 0 đâu nhé. Là phụ thuộc vào cái hàm này nè, các em cẩn thận nha. Thì lúc này chính là bằng f của delta x trừ đi f0. Được không? Bài này cũng dễ nên chúng ta sẽ làm luôn. Rồi, chỗ nào có x chúng ta sẽ thay bằng delta x. Đây, như vậy thì chúng ta cũng ghi phân số lại. Chỗ này có x thay bằng delta x cộng 1. Phía dưới x thay bằng delta x trừ 1. Rồi trừ đi f0. Như vậy chúng ta thế vô đây nè, 0 cộng 1. 0 cộng 1 là bằng mấy các em? 0 cộng 1 là bằng 1. Cái này 0 trừ 1 là bằng trừ 1. Như vậy ở phía dưới này sẽ là trừ 1. Các em thấy có nhanh quá không? Anh này F0 nha. F0 thì chúng ta sẽ thấy 0 cộng 1 chia cho 0 trừ 1. 1 chia trừ 1 là bằng trừ 1. Mà cái này trừ nữa như vậy sẽ là thành cộng. Bây giờ các em quy đồng lên cho cô nè. Quy đồng lên mẫu chung là Dan X trừ 1, như vậy là sẽ là Dan X cộng 1. Rồi gì em? Cộng cho cái mẫu này nữa, Dan X trừ đi 1, phía dưới là Dan X trừ 1. Trừ 1 cộng 1 là bằng hết nè. Như vậy chúng ta sẽ có được 2 Dan X chia cho, cô làm qua đây đi, 2 Dan X chia cho Dan X trừ đi 1. Bước thứ hai chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta đi lập tỷ số. Lập tỷ số thì chúng ta có Dan Y chia Dan X bằng Dan Y của chúng ta là bằng 2 Dan X chia cho Dan X trừ 1, rồi chia cho Dan X, tức là đi rút gọn cho Dan X ha. Như vậy là còn lại 2 chia cho Dan X trừ 1. Bước thứ ba chúng ta đi tính giới hạn. Tính giới hạn thì chúng ta sẽ có lim Dan Y chia Dan X khi Dan X tí về 0 sẽ bằng lim của 2 chia cho Dan X trừ 1 khi Dan X tí về 0. Cái này là 0, 2 chia cho trừ 1 là bằng trừ 2. Rồi các em kết luận cho cô thôi. Vậy f phải tại x bằng 0 bằng mấy nè? Bằng trừ 2. Như vậy là chúng ta hoàn thành xong cái bài tập ngày hôm nay rồi. Chỉ có 3 bước làm, các em cố gắng về nhà làm một bài chừng 2-3 lần là các em thuộc công thức và thuộc các bước làm luôn nha. Cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp các em ở tiết sau. Bye bye.